ba đa bằng sông qua rùa ta mạng bồ thế vô khá lê tổ đô sô bồ thô khám mạ tu tăng mạ măng so khá tổ phân gà hoa ta tham mô sàn đê thi cô a ca đi cô e hi ba si cô ô pa na di cô pa cha tăng quê đi ta bô vinh yô hi ti na thi mê sa ra năng an nhang tham mô mê sa ra năng hoa răng e tê na sa cha hoa chê na hô tu mê cha ya mang ga lang ô ta mang ghê na văn đê hăng tham man cha đô vi tham hoa răng tham mê yô khá lê tô đô sô tham Sobati panno bhagavato savaka sangho Ujjobati panno bhagavato savaka sangho Nyajapati panno bhagavato savaka sangho Samijipati panno bhagavato savaka sangho Yadidam jatari purisa yogani atha purisa bhogala Esa bhagavato savaka sangho ahunaiyo bahunaiyo dakhinaiyo anjalikaraniyo anuttarang punyakhetang lokasatinathime saranang anyang sangho me saranang varang etena sacca vacchena hotu me Chaya mangalang huata mangena vande ham sanghan chanuvi hata mang sanghe yo khale to do so sangho khamatutang mamang vanda mi je thi yang sa pang sa pa tha ne sa pa te thi tang sa ri ri ka tha tu maha bo thing huata ro pa sakalang sada sambuthe athave sanja doada sanja sahasa ke panja sata sahasa ninamami sirasa aham te sangham manja sangham jadare nanamami hang namakara nupave nahan tuasa pe upapave aneka Antaraya tivina santva se sato sampo te panja panya sanja chatu visati sahasake dasa sata sahasa ninamami sirasa aham te sangham manja sangham jadare nanamami hang namakara nufave nahan tuasa pe upapave Aneka antaraya pivina santva se sato sampo te na uttara sate atha jata lisa sahasa ke visati sata sahasa ninamami sirasa aham te sangham manja sangham jadare nanamami hang namakara nupave nahan tuasa upapave aneka antaraya pivina santva se sato sape purati maya nisaya sata avera sukhi hantu sape purati maya anunisaya sata avera sukhi hantu sape dakhinaya nisaya sata avera sukhi hantu sape dakhinaya anudisaya sata avera sukhi hantu sape pachimaya nisaya sata avera sukhi hantu sape pachimaya anudisaya sata avera sukhi hantu sape uttaraya nisaya sata avera sukhi hantu sape uttaraya anudisaya sata avera sukhi hantu sape
pe uparima yadi saya sata awera sukhi hanta sape he ti ma yadi saya sata awera sukhi hanta sape sata awera hanta sukhi ta hanta nitto khan hanta atya pa ja hanta anika hanta dikha yoga hanta aroga hanta samba tehi same janta sukhe atanam bariharanto dukha pata cha nirdukha paya pata cha nirpaya soka pata cha nisoka hanta sape vivanino akasatha japam mathani vanaga mahitika punyang no anumodan tu chirang rakhan tu sasanam akasatha japam mathani vanaga mahitika punyang no anumodan tu chirang rakhan tu no garo akasatha japam mathani vanaga mahitika punyang no anumodan tu chirang rakhan tu nyata yo akasatha japam mathani vanaga mahitika punyang no anumodan tu chirang rakhan tu pani no akasatha japam mathani vanaga mahitika punyang no anumodan tu chirang rakhan tu no sada idam watano punyang asawa khaya vahang ho tu anagati kale sa thu. Dạ thời kinh Đại Cam Bảo đã hoàn tất. Chúng con kính mời giảng sư Tinh Tuệ lên thuyết giảng bài học Bali ngày hôm nay. Kính chúc quý đạo hữu có buổi học pháp an vui và tiến hóa. Dạ con kính dâng mic đến sư ạ. Nam mô Phật Thầy Giá, Nam mô Tham Bài Giá, Nam mô Sân Thầy Giá. Xin chào các Phật tử học viên. Dạ, con xin đỉnh lễ sư ạ. Dạ, con xin chào sư ạ. Sau một tuần nghỉ học thì ngày hôm nay chúng ta trở lại phần bài học tiếp theo, đó là bài học số 2. Bài học số 2 thì liên quan tới lịch sử Đức Phật. Bằng tới lịch sử Đức Phật, tức là phần Thái tử Siddhartha Giáng sinh. Phần này thì đã có phần bài học, đó là phần lịch sử và một số từ vựng liên quan đến sự giáng sinh của Thái tử Siddhartha. Rồi học về danh từ, đàm thoại về cách hỏi tên. Thì phần lịch sử Đức Phật thì có một đoạn lịch sử ngắn như thế này. Là Bồ Tát từ cõi trời Tu Sĩ Tát tái sanh vào thai bào của hoàng hậu Mahamaya vào ngày trăng tròn tháng Asarha. Sau đó 10 tháng hoàng hậu đã sinh. Ngày vào ngày rằm tháng Vesak tại vườn Lumbini 623 năm trước Tây Lịch. Vườn Lumbini nằm dưới chân dãy Y Mã Lập Sơn, giáp biên giới của thành Kapilavastu và thành Devadatta. Khi hạ sanh, Bồ Tát bước đi 7 bước và thốt lên như sau: ta là bậc tối thượng trên đời, ta là bậc tối tôn trên đời, ta là bậc cao nhất trên đời, nay là kiếp cuối cùng, không còn là tái sanh ở đây này nữa. Đây là phần lịch sử Đức Phật của mình sẽ học từ tiếng Bali. Và trước tiên thì chúng ta sẽ học phần ngữ vựng.
À, phần ngữ vựng của đoạn lịch sử này. Phần này thì phần tóm tắt mà chúng ta có thể nhớ đó là bài 1 về Thế tử Siddhartha Thái Giáng sinh vào ngày rằm tháng 623 năm trước Công Nguyên. Đây là bức ảnh Lâm Thị Ni tọa lạc cái chân giải Himalaya cách 25 km về phía đông của kinh thành Ca Tỳ Long Viện xưa. Rồi, đây là phần từ vựng mà chúng ta cần phải học. Bây giờ nghe đọc trước rồi sau đó chúng ta sẽ đọc phần từ vựng này ha. Tôi chỉ đọc phần Bali thôi, đến khi các ở mình đọc thì mình sẽ đọc luôn phần tiếng Việt. Rồi bây giờ nghe đọc. Cha tác đi quá sáng. Cha tác đi quá sáng là ngày sinh ha. Cha tác đi quá sáng. Siddhartha Raja Kumara. Siddhartha Raja Kumara. Thái tử Sĩ Đăng Ta. Cha Tô Á Hồ Sĩ. Cha Tô Á Hồ Sĩ đã được sinh ra. Punami Đi Quá Xá. Punami Đi Quá Xá là ngày rằm. Vê Sa Khá Ma Xá. Tháng Vê Xá. À, nghe lại. Cha Tá Đi Quá Xá. Cha Tá Đi Quá Xá. Siddhartha Raja Kumara. Cha Tô A Hồ Sĩ. Punami Đi Quá Xá. Vê Sa Khá Ma Xá. Vê Sa Khá Ma Xá. Punami Đi Quá Xá. Cha Tô A Hồ Sĩ. Siddhartha Raja Kumara. Cha Tá Đi Quá Xá. Cha Tá Đi Quá Xá. Siddhartha Raja Kumara. Cha Tô A Hồ Sĩ. Punami Đi Quá Xá. Vê Sa Khá Ma Xá. Rồi bây giờ ai đọc được giơ tay lên. Giơ tay lên để chúng ta đọc bài. À, anh Cát Khánh có trên lớp học không ạ? Dạ thưa Khánh chưa về sư ơi. Rồi, rồi. Chị mời cô Ngọc Trân, như Ngọc Trân mời lớp đọc bài sư. Dạ. Dạ xin mời Phật tử Lâm Thị Nương. Dạ con kính lãnh lễ sư, bà sư con xin đọc ạ. Cha Tá Đi Quá Xá là sinh nhật. Siddhartha Raja Kumara là thái tử Siddhartha. Cha Tô Á Hồ Sĩ là được sinh ra. Punami Đi Quá Xá là ngày rằm. Quê Sa Khá Ma Xá là tháng Quê Sắc. Bà sư con xin hết ạ. Xin mời cô tu nữ Diệu Bảo. Dạ con xin đọc. Cha Tá Đi Quá Xá là ngày sinh sinh nhật. Siddhartha Raja Kumara thái tử Sĩ Đạt Ta. Cha Tô Á Hồ Sĩ là được sinh ra. Punami Đi Quá Xá là ngày rằm. Vê Sa Khá Ma Xá là tháng Vê Sắc. Con xin hết ạ. Xin mời Phật tử Hảo Nguyễn. Dạ con kính là lễ sư ạ. Dạ con xin đọc ạ.
Jata Diwasa là ngày sinh, sinh nhật. Siddhartha Raja Kumara là thái tử Siddhartha. Jato Ahosi là được sinh ra. Punami Diwasa là ngày rằm. Vesakamasa là tháng Vesak ạ. Dạ con xin hết ạ. Xin mời Phật tử Tiên Mã. Xin mời Phật tử Tiên Mã. Dạ, con xin lĩnh lễ sư. Con xin đọc. Chà tê đi quá xá. Chà tê đi quá xá. Chà tê đi quá xá là ngày sinh sinh nhật. Siddhartha Raja Raja Kumara là thái tử Sĩ Rật Đa. Chetu Ahosi là ngày sinh. Unna mi đi quá xa là ngày rằm. Quá xa khe má xa là tháng quay sắc. Vậy thôi sư con xin hết. Xin mời Phật tử Phùng Điệp. Dạ thưa sư con xin đọc ạ. Cha tá đi quá xá là ngày sinh. Xí thắp thá ra chá cú ma rá là thái tử Xí Đạt Ta. Cha tô á hô xí là được sinh ra. Quân ná mi đi quá xá là ngày rằm. Quê xa khá ma xá là tháng quy sắc. Dạ thưa sư con xin hết ạ. Xin mời Phật tử Diệu Thủy. Dạ thưa sư con xin đọc ạ. Gia tá đi qua xá là ngày sinh sinh nhật. Siddhartha Raja Kumara là thái tử Siddhartha. Jato Ahosi là được sinh ra. Punya mi đi quá xá là ngày rằm. Vesa khá ma xá là tháng Vesak. Thưa sư con xin hết ạ. Xin mời Phật tử Kim Cúc. Dạ thưa sư con xin đọc ạ. Cha tá đi quá xá sinh nhật. Siddhartha Raja Kumara là thái tử Siddhartha. Chato Ahosi được sinh ra. Punami Diwasa là ngày rằm. Vesakha Masa là tháng Vesak. Thưa sư xin hết. Xin mời Phật tử Thanh Nữ Thanh Ngọc. Dạ thưa sư con xin đọc ạ. Chata Diwasa là ngày sinh. Dithatharaja Kumara là thái tử Sĩ Đạt Đa. Chato Ahosi là được sinh ra. Punami Diwasa là ngày rằm. Vesakamasa là tháng Vesak. Con xin hết. Xin mời Phật tử Phạm Tịnh Thảo. Dạ thưa sư con xin đọc ạ. Cha ta đi qua xá là sinh nhật. Siddhartha Raja Kumara là thái tử Sĩ Đạt Ta. Chato Ahosi là được sinh ra. Punami đi qua xá là ngày rằm. Vesakamasa là tháng Vesak. Dạ thưa sư con xin hết ạ. Dạ có còn Phật tử nào muốn đọc không ạ? Thưa sư dạ hết rồi. Rồi đi qua trang 2 ha. Là trang 1.
Cho đọc thực hành nữa. Rồi, thứ hai. Chayati là sinh ra. Lumpini Wana. Lumpini Wana. Vườn Lâm Tỳ Ni. Himawantu là Himalaya đó. Himalaya đó. Hy Mã Lạp Sơn. Kapilawatthu Nagara. Kapilawatthu Nagara thành Ca Tỳ La Vệ. Devadaha Nagara thành Devadaha. Chayati sinh ra. Chayati Lumbini Vana vườn Lâm Tỳ Ni. Himawantu Hy Mã Lạp Sơn. Kapilawatthu Nagara thành Kapilawatthu thành Ca Tỳ La Vệ. Devadaha Nagara thành Devadaha. Chayati Lumbini Vana Himawantu Kapilawatthu Nagara Devadaha Nagara. Rồi nghe lại ha. Chayati Lumbini Vana Himawantu Kapilawatthu Nagara Devadaha Nagara. Rồi bây giờ ai đọc được giơ tay lên. Dạ xin mời Phật tử Diệu Thủy. Dạ thưa sư con xin đọc ạ. Chà gia tí tức là sinh ra. Lumbini Wana là Lâm Tỳ Ni. Himawantu là Hy Mã Lạp Sơn. Kapila Quá Thú Nagara là thành Ca Tỳ La Vệ. Đê Quá Đá Há Nagara là thành Đê Vá Đá Rá. Thưa sư con xin hết ạ. Dạ xin mời Phật tử Thanh Nữ Thanh Ngọc. Dạ thưa sư con xin đọc. Cha Giá Tí là Hạ Sinh. Lâm Bi Ní Quá Ná là Vườn Lâm Tỳ Ni. Hy Má Quán Tú là Hy Mã Lập Sơn. Kapila Vatthu Nagara là thành Ca Tỳ La Vệ. Deva Daha Nagara là thành Deva Daha Na. Dạ con xin hết. Thành Deva Daha hết. Xin mời Phật tử Kim Cúc. Dạ thưa sư con xin đọc ạ. Cha Giá Tý là sinh ra. Lumbini Quá Ná là Lâm Tỳ Ni. Hí Quá Quan Tú Hy Mã Lạp Sơn. Kapila Quát Thú Nagara là thành Ca Tỳ La Vệ. Đê Quá Đá Há Nagara là thành Đê Quá Đá Há. Thưa sư xin hết. Xin mời Phật tử Lâm Thị Nương. Dạ bà sư con xin đọc ạ. Chá Giá Tí là Hạ Sinh. Lâm Bí Ní Quá Ná là Lâm Tỳ Ni. Hy Má Quanh Chú là Hy Mã Lập Sơn. Ca Pí Lá Quát Thú Na Gá Rá là thành Ca Tỳ La Vệ. Đê Quá Đá Há Na Gá Rá là thành Đê Quá Đá Há. Dạ bà sư con xin hết ạ. Xin mời Phật tử Tiên Mã. Dạ bà sư con xin đọc. Chà Giá Tí là Hạ Sinh. Lâm Bí Ní Quá Ná là Lâm Tỳ Ni. Hy Má Quán Tú Hy Mã Lạp Sơn. Cá Bí Lá Quán Thú Ná Gá Cá Gá là thành Ca Tỳ La Vệ.
Dewa, Deha, Naga, Ra là thành Dewa, Dewa, Deha. Dạ thầy sư xin hết. Xin mời Phật tử Hảo Nguyễn. Dạ bà sư con xin đọc ạ. Cha Giá Tý là sinh ra Lâm Biên Đí, Quá Ná là Lâm Tỳ Ni, Hí Má Quan Tú là Hí Mã Lạp Sơn, Cáp Bí La Quách Thú Na Gá Rá là thành Ca Tỳ La Vệ, Đế Quá Đê Quá Ná Há Đê Quá Đá Há Ná Gá Rá là thành Đê Quá Há Ná. Dạ con xin hết ạ. Xin mời cô tu nữ Diệu Bảo. Dạ con xin đọc ạ. Đọc xong bỏ tay xuống. Đọc xong đọc bỏ tay xuống được quen. Cha Giá Tý là hạ sinh, Lâm Bí Ní Quá Ná là vườn Lâm Tỳ Ni, Hí Má Quan Tú là Hy Mã Lạp Sơn, Cá Bí Lá Quách Thú Ná Gá Rá là thành Ca Tỳ La Vệ, Đê Quá Đá Há Ná Gá Rá là thành Đê Quá Đá Há. Con xin hết ạ. Xin mời Phật tử Phùng Điệp. Dạ thưa sư con xin đọc ạ. Cha Giá Tý là hạ sinh, Lâm Bí Ní Quá Ná là thành là vườn Thượng Nguyễn. Vườn Lâm Bí Ní. Dạ vườn Lâm Bí Ní. Hy Má Quan Tú là Hy Má Lạp Sơn, Ca Bi Lá Quá Thú Ná Gá Rá là thành Ca Tỳ La Vệ, Đa Quá Đá Há Ná Gá Rá là thành Đê Quá Ná Há. Dạ thưa sư con xin hết ạ. Xin mời Phật tử Phạm Tịnh Thảo. Dạ, thưa sư con xin đọc ạ. Cha Giá Tý là Hạ Say, Lâm Bí Ní Quá Ná là vườn Lâm Tỳ Ni, Hí Má Quan Tú là Hí Mã Lạp Sơn, Cá Pí Lá Quách Thú Na Ga Rá là thành Ca Tỳ La Vệ, Đê Quá Đa Há Na Ga Rá là thành Đê Quá Đa Há. Dạ, thưa sư con xin hết ạ. Xin mời Phật tử Trần Văn Điền. Dạ thưa sư con xin đạo ạ. Cha Giá Tý là sinh ra Lâm Bí Ní Quá Ná là Lâm Tỳ Ni, Hí Má Quan Tú là Hí Mã Lạp Sơn, Ca Pí La Quách Thú Ná Gá Rá là thành Ca Tỳ La Vệ, Đê Quá Đa Há Ná Gá Rá là thành Đê Quá Đa Há. Vậy con xin hết nha. Dạ có cần Phật tử nào muốn đọc không ạ? Dạ thưa sư hết rồi. Rồi vì nó xong phần bài học. Cái học gì chúng ta sẽ học về danh từ. Học về danh từ thì chúng ta phải học về bốn khía cạnh của danh từ. Thứ nhất đó là nói về tính, linh giác. Thứ hai đó nói về quỷ ngữ, là karantát. Thứ ba đó là nói về số, vachanát. Và thứ tư đó là nói về ngữ cách, vipatti. Thì khi mà nói đến danh từ, người ta nói bốn cái nguyên tắc này. Tức là nói về tính, nói về quỷ ngữ, nói về ngữ số và ngữ cách. Và trước tiên mình học về tính. Tính ở đây mình có ba tính cái linh giá. Đó là nam tính gọi là phung linh giá, nữ tính ít thi linh giá, và trung tính gọi là nắp phung sắc ca linh giá. Tính tính này có ba. Trong ba loại tính này, nếu mình gom gọn lại thì nó chỉ còn có hai, đó là sinh tính và định tính, cha tí linh gá và samatí linh gá. Sinh tính là sao?
sinh tính, tức là cái gốc của nó như thế nào, thì người ta đặt tính nó như vậy. Ví dụ như là cái gốc của nó là nam tính. Ví dụ như là Purisa, người đàn ông là nam tính, thì người ta đặt cho nó là nam tính. Ithi, người đàn bà là nữ tính, người ta đặt cho nó là nữ tính. Kula, gia đình là trung tính, thì người ta đặt cho nó là trung tính. Còn định tính là sao? Định tính tức là đặt tính theo quy định. Theo quy định, ví dụ như là đa rá là người vợ. Người vợ đúng ra là nó là danh từ trung tính, nữ tính. Nhưng mà ở đây cái quy định mà người ta đã sử dụng nó là nam tính, cho nên người vợ trong trường hợp này nó là nam tính. Hoặc là chữ bát tá là cái bát, là danh từ trung tính, cái bát nữa là trung tính. Nhưng mà vì người ta sử dụng nó ở dạng nam tính, cho nên nó phải là nam tính. Đây là đó là theo định tính, tức là theo quy định mà người ta đã sử dụng. Ở đây người ta cho mình một số thí dụ đây. Đây là sinh tính, ví dụ về sinh tính. Thí dụ như là Phú Quý Sát, người đàn ông là nam tính. Ít Thi, người đàn bà là nữ tính. Si Lá, thầy giới là trung tính. Cái này theo sinh tính, tức là cái gốc của nó ban đầu như thuộc về nam thì người ta đặt cho nó là nam, thuộc về nữ thì đặt cho là nữ, cái nào không rõ nam nữ thì là trung tính. Còn định tính ở đây giống như là tính mà được đặt ra theo quy định. Ví dụ ở đây đa rá người vợ, đúng ra là nó là nữ tính. Nếu mà theo sinh tính thì nó là nữ tính, nhưng mà vì người ta sử dụng nó quen, sử dụng nó ở dạng nam tính rồi, cho nên người vợ trong trường hợp này nó là nam tính. Đó là theo định tính. Và phần sử dụng ở trong Bali thì cái định tính này thì rất là nhiều. Định tính sử dụng, các từ ngữ được sử dụng theo định tính rất là nhiều. Rồi đó, thứ nhất là mình nói về tính ha. Có ba tính, tức là nam tính, nữ tính và trung tính. Nếu nói gọn lại phân loại tính thì mình có hai, đó là sinh tính và định tính. Sinh tính và định tính. Rồi phần thứ hai đó là nói về vĩ ngữ. Vĩ ngữ tức là cái âm cuối của một từ ngữ. Thì ở đây mình có 7 vĩ ngữ. Trong tiếng Mali thì mình có 7 vĩ ngữ, tức là mình có cái âm cuối của nó có 7 dạng. 7 dạng tức là mình có A, A, I, I, U, U, O. Không có E ha, nó không có kết thúc bằng dạng E, mà nó chỉ có dạng A, A, I, I, U, U và O. Thí dụ, như là mình có tiếng vị ngữ, cái danh từ là tiếng vị ngữ là ác, thì chúng ta có từ giống như là gì? Tiếng vị ngữ ác thì nó có từ giống như là gì? Biết không? Nara. Ma bút xá. Đúng rồi, ví dụ như là nara. Nara là người đàn ông. Ví dụ như là nara. Wow, đấy. Đi sang chọn nó cũng được. Ví dụ như là nara, manusa, thì cái đó là dạng tiếp vị ngữ a, nó có chữ a ở cuối. Ví dụ chữ a mình có chữ gì? Tiếp vị ngữ a chữ gì mình có chữ a ở cuối? Ariya được không sư? Ariya, amma, người mẹ. Tức là ví dụ như là chữ amma. Amma là người mẹ. Amma, người mẹ.
hoặc là Panya trí tuệ. Ariya được không sư? Hả? Thánh, thánh đó, vị thánh đó. Ariya là nó á, nó đâu phải a. Á a, bây giờ ý hay ý giống như lại gì? Ý thí dụ như là ác chí. Giờ vậy ác chí. Bố chí là lửa. Rồi bố thí. Bố thí. Bố thí. Bố thí. Bạn cho mí được không? Bạch sư va rí được không hả sư? Va rí, đúng rồi, va rí là nước. Cũng được. Rồi bằng y, cái bằng y giống như là gì? Thưa sư chát thí được không ạ? Chất thi. Dạ. À, chất thi bằng y. À, thi. Hoặc là cú Mari. Cú Mari là thiếu nữ. Cú Mari là trưởng giả xếp thi. Buôn nám mi. Ừ, đúng rồi, buôn nám mi. Buôn nám mi. Buôn nám mi. Cũng nó mi, đó là bằng y. Biển được a a i i u u bằng u. U giống như là gì? Thích khú à. Đúng rồi, thích khú. Dạ. Thích khú. Thì tiền heo. Hoặc là gà rú. Thì thầy. À. Rồi bằng u, coi bằng u mình giống như có gì? Giờ sắp phanh nhu. Sắp phanh nhu. Tấn toàn tri. Vinh nhu. Người trí. À, đó, tận cùng bằng u. Bằng ô thì mình chỉ có một vài ba từ thôi. Thí dụ như là chữ gô là con bò. Thì đó là nói về tiếp viên ngữ, tức là những âm cuối của mỗi từ. Thì nó chỉ có 6 dạng, 7 dạng như thế này. À, nó chỉ có 7 dạng như vậy. À, tiếp viên ngữ. Đó là phần thứ 2. À, ví dụ cho 7 tiếp viên ngữ này. A, A, I, I, U, U và O. À, phần thứ 3 đó là phần ngữ số. Tức là có hai số, nó là số ít, số nhiều. Cái này à, đến phần bảng chia của một danh từ thì chúng ta sẽ hiểu rõ hơn. Tức là từ à, bắt đầu từ 1 thì nó là số ít, gọi là e có bánh chánh ác. Nhưng mà số nhiều, tức là từ bắt đầu từ 2 trở lên. À, bắt đầu từ 2 trở lên thì trong tiếng Mali gọi là số nhiều, gọi là phú bánh chánh ác. Đó là nói về những số. Thứ ba đó là nói về cách. Thì một danh từ Bali nó được chia ở 8 cách. Và tùy theo mình muốn sử dụng nó ở cách nào thì mình sẽ chia nó ở cách đó. Tức là mình có chủ cách Pathama Vipatti, đối cách Duttiya Vipatti, sử dụng cách Tatiya Vipatti, chỉ định cách Chattutthi Vipatti, Susukat Banyami Vipatti, sử dụng cách Chattutthi Vipatti, định sở cách Satami Vipatti và hô cách Lapana Vipatti. Thì mỗi một cách như vậy nó có một từ ngữ dịch riêng của nó để cho mình biết, để cho mình nhận biết cái cách đó là cách thứ mấy. Thí dụ ở đây mình chủ cách. Chủ cách thì nó không dịch không khác với từ vựng. Thí dụ như là mình chữ Puriso. Purisa người đàn ông, đến khi mình chia nó chung cách là Puriso thì người ta vẫn dịch nó là người đàn ông. Còn là nếu mà đối cách, đối cách thì nó là Purisang. Purisang thì người ta cũng dịch nó là người đàn ông. Nhưng mà ở đây cái vị trí của đối cách thì nó làm túc từ ở trong câu, cho nên nó sẽ đứng ở vị trí khác. Chủ từ thì đứng ở đầu câu, còn túc từ từ nó sẽ đứng trước động từ. À, rồi cách thứ ba sử dụng cách, nếu mà danh từ đó là sử dụng cách thì mình sẽ dịch nó do, bởi hoặc là với hay là bằng, tùy theo trường hợp mình thấy nó thích hợp cho trường hợp nào thì mình sẽ dịch nó ở trường hợp đó.
chỉ định cách, nếu danh từ đó được chia ở chỉ định cách thì dịch nó là cho đến hoặc là để. Nếu mà danh từ đó được chia ở xuất xứ cách thì dịch nó là từ hoặc là từ nơi. Nếu mà danh từ đó được chia ở sử dụng cách thì dịch nó là của. Rồi nếu mà nó được chia ở định sở cách thì dịch nó trên hoặc là trong hoặc là tại hoặc là ở. Nếu mà nó hô cách thì dịch là gọi. Cái cách xưng hô gọi là bạch thưa, ví dụ thưa mẹ, thưa cha, bạch đại đức, bạch thầy, thì cái đó là sử dụng ở hô cách. Thì đó là những từ ngữ dùng để dịch cho tám cách ở trong tiếng Pali. Như vậy thì khi mà học về danh từ, chúng ta nhớ là phải nói đến bốn cái nguyên tắc của nó. Là muốn hiểu rõ danh từ thì chúng ta phải hiểu về bốn cái nguyên tắc của nó. Thứ nhất là nói về tính, thứ hai là nói về ngữ số, về ngữ, thứ ba là ngữ số, và thứ tư là ngữ cách. Ngữ cách. Tính thì có ba tính, đó là nam tính, nữ tính và trung tính. Nói gọn lại thì có sinh tính và định tính. Vị ngữ thì có bảy dạng vị ngữ, tức là a, a, i, i, u và o. Số thì có hai số, đó là số ít và số nhiều. Số ít là e có quý chân ác, số nhiều có quý chân ác. Cách thì có tám cách, đó là chủ cách, đối cách, sử dụng cách, chỉ định cách, xuất xứ cách, sở thuộc cách, định sở cách và vô cách. Mấy cái này là mình phải nhớ nó. Thì đó là nói về danh từ. Xuống đóng cửa, khóa cửa. Rồi đó là phần bài học thì mình chỉ có bao nhiêu đó. Bài số 2 thì sẽ giúp cho mình hiểu, bài số 3 thì sẽ giúp cho mình hiểu rõ hơn cái bài số 2 này. Bây giờ tạm thì mình học công thức chung nó như vậy. Rồi bài số 3 thì mình sẽ có một bảng chia. Đến khi có bảng chia đó thì chúng ta sẽ hiểu rõ hơn. Bây giờ đây là phần đàm thoại của bài số 1. Chúng ta tập đọc phần đàm thoại tí ha. Bài số 2, xin lỗi. Súp hăng á hăng tí sô nam má. Cô nam má toàn á hăng nà gù nam má. Tôi á hăng tí sô nam mồm dí. Tôi hăng nam măng kiên á hăng nà gù nam mồm dí. Ở đây là hai cách mà hai cách trả lời khi mà người ta hỏi là cô nam má toàn, thì mình có thể trả lời đó là a hăng na gu nam má hoặc là a hăng tí so na mom hi. Rồi cách hỏi tên, tôi hăng nam măng kinh hoặc là cô nam má toan, thì cách trả lời ở đây là a hăng na gu nam mom hi hoặc là a hăng na gu nam má. Hai cách hỏi và hai cách trả lời. Rồi đọc nghe lại. Súp hăng á hăng tí sô nam má. Cô nam má toàn á hăng nà gù nam má. Á hăng tí sô nam mồm hí. Tùy hăng nam măng kinh á hăng nà gù nam mồm hí. Nghe lại. Súp hăng á hăng tí sô nam má. Cô nam má toàn á hăng nà gù nam má. A hăng tí sô nam mồm hí. Tùy hăng nam măng kinh A hăng nà gù nam mồm hí. Rồi bây giờ ai đọc được giơ tay lên. Dạ xin mời Phật tử Lâm Thị Nương. Dạ con kính đảnh lễ sư, con xin đọc. Xuất phân xin chào. Xuất phân xin chào. A hăng tít sô nam á, tôi tên là tít xá. Cô nam má toan, bạn tên gì? A hăng na gô nam má, tôi tên là Naga. A hăng tít sô nam môn hít, tôi tên là tít xá.
Tuy Hăng Nam Măng Kinh. Tên của bạn là gì? Á Hăng Nago Nam Môn Ký. Tôi tên là Naga. Bà sư con xin hết ạ. Xin mời cô tu nữ Diệu Bảo. Dạ con xin đọc ạ. Xuất Phân xin chào. Xuất Phân xin chào. Á Hăng Tít Sô Na Má. Tôi tên là Tít Xá. Cô Na Má Phân, bạn tên gì? Á Hăng Na Gô Na Má. Tôi tên Naga. Á Hăng Tít Sô Na Mâm Hí. Tôi tên là Tít Xá. Tuy Hăng Na Măng Kinh. Tôi tên là gì? Tên bạn là gì? Á Hăng Na Gô Na Mâm Hí. Tôi tên là Naga. Con xin hết ạ. Xin mời Phật tử Hảo Nguyễn. Dạ bà sư con xin đọc ạ. Xuất Phân xin chào. Xuất Phân xin chào. Á Hăng Tít Sô Na Má. Tôi tên là Tít Xá. Cô Na Má Toan, bạn tên gì? Á Hăng Nago Na Má. Tôi tên là Naga. Á Hăng Tít Sô Na Mâm Hí. Tôi tên là Tít Xá. Tuy Hăng Na Măng Kinh. Tên của bạn là gì? Á Hăng Nago Na Mô Na Mâm Hí. Tôi tên là Naga. Dạ con xin hết ạ. Xin mời Phật tử Phùng Điệp. Dạ thưa sư con xin đọc ạ. Xú Phân là xin chào. Xú Phân là xin chào. Á Hăng Tít Sô Na Má. Tôi tên là Tít Xá. Cô Na Má Toan, bạn tên gì? Á Hăng Na Gô Na Má. Tôi tên là Naga. Hoặc là Á Hăng Tít Sô Na Mông Hí. Tôi tên là Tít Xá. Tuy Hăng Na Măng Kinh. Tên của bạn là gì? Á Hăng Na Gô Na Mông Hí. Tôi tên là Naga. Dạ thưa sư con xin hết ạ. Xin mời Phật tử Tiên Mã. Dạ thưa sư con xin đọc. Chú Phân xin chào. Chú Phân xin chào. Á Hăng Tít Sô Na Má. Tôi tên là Tít Xá. Cô Na Má Tuân, bạn tên gì? Á Hăng Na Gô Na Má. Tôi tên là Naga. Hoặc là Á Hăng Tít Sô Na Mô Hí. Tôi tên là Tích Xá. Tuy Hăng Nam Măng Kinh. Tên của bạn là gì? Á Hăng Na Gô Na Mô Hí. Tôi tên là Na Gá. Dạ thưa sư xin hết. Xin mời Phật tử Kim Cúc. Thưa sư xin đọc ạ. Xú Phân xin chào. Xú Phân xin chào. Á Hăng Tít Sô Na Má. Tôi tên là Tít Xá. Cô Na Má Toan, bạn tên gì? Á Hăng Na Gô Na Má. Tôi tên là Naga. Hoặc là Á Hăng Tít Sô Na Mâm Hí. Tôi tên là Tít Xá. Tuy Hăng Na Măng Kinh. Tên của bạn là gì? Á Hăng Na Gô Na Mâm Hí. Tôi tên là Naga. Thưa sư xin hết. Xin mời Phật tử Diệu Thủy. Dạ thưa sư con xin đọc ạ. Xuất Phân xin chào. Xuất Phân xin chào. Á Hăng Tít Sô Na Má. Tên tôi là Tít Xá. Cô Na Má Toan, tên bạn là gì? Á Hăng Na Gô Na Má. Tên tôi là Naga. Hoặc là Á Hăng Tít Sô Na Mông Hí. Tên tôi là Tít Xá. Tuy Hăng Na Măng Kinh. Tên của bạn là gì? Á Hăng Na Gô Na Mâm Hí. Tên tôi là Naga. Thưa sư con xin hết ạ. Dạ có còn Phật tử nào muốn đọc không ạ? Thưa sư hết rồi. Rồi vậy chúng ta còn một phần cuối của bài học, đó là phần số điểm. Hôm trước từ 1 tới 10 còn nhớ không?
lát đọc ôn lại từ 1 tới 10 rồi đọc tiếp luôn nha. Ở đây 12 tới 20 thì 11 mình có EK rắc xá, 12 là Đoa rắc xá, 13 là T rắc xá, 14 là Chất Túc rắc xá, 15 là Văn Ná rắc xá, 16 là Sô rắc xá, 17 là Sát Tá rắc xá, 18 là Át Tha rắc xá, 19 Eku Na Vi Sát Tí, 20 là Vi Sát Tí, Eka rắc xá, Đoa rắc xá, Tê rắc xá, Chất Túc rắc xá, Văn Ná rắc xá, Sô rắc xá, Sát Tá rắc xá, Atha rasa, Eko na visati, visati, Eka rasa, Dwa rasa, Te rasa, Chatut rasa, Panna rasa, So rasa, Satta rasa, Atha rasa, Eko na visati, visati. Ai lần nữa ha? Eka rasa, Đoa rắc xá, Tê rắc xá, Chất Túc rắc xá, Văn Ná rắc xá, Sô rắc xá, Sát Tá rắc xá, Át Tha rắc xá, Ê Cô Na Vi Sát Tí, Vi Sát Tí. Rồi ai nhớ từ 1 đến 10 thì đọc luôn từ 1 đến 10 ha. Rồi đọc, ai đọc được giơ tay lên. Dạ xin mời cô tu nữ Diệu Bảo. Dạ con xin đọc ạ. Ê cá là số 1, quý là số 2, tí là số 3, chá tú là số 4, banh chá là số 5, chá là số 6, sát tá là số 7, át thá là số 8, ná quá là số 9, đá xá là số 10, ê cá đá xá là 11, đoa đá xá là 12, Tê rá xá là 13, chá tú đá xá là 14, banh nhá rá xá là 15, sô lá xá là 16, sát tá rá xá là 17, át tha rá xá là 18, ê cu ná quy xá tí là 19, quy xá tí là 20. Con xin hết ạ. Xin mời Phật tử Lâm Thị Nương. Dạ bạch sư con xin đọc ạ. Ê cá là số 1, quý là số 2, tí là số 3, chá tú là số 4, văn chá là số 5, chá là số 6, sát tá là số 7, át thá là số 8, ná quá là số 9, đá xá là số 10, ê chá đá xá là 11, toa đá xá là 12, tê rá xá là 13, chá tú đá xá là 14, pan chá đá xá là 15, sô lá xá là 16, sát tá rá xá là 17, át tha rá xá là 18, ê cú ná quý sát tí là 19, quý sát tí là 20. Bà sư con xin hết ạ. Xin mời Phật tử Hảo Nguyễn. Dạ bà sư con xin đọc ạ. Ê cá là số 1, quý là số 2, tí là số 3, chấp tú là số 4, banh chá là số 5, chá là số 6, sát tá là số 7, ách thá là số 8, ná quá là số 9, đá xá là số 10, ê ca đá xá là số 11, toa đá xá là số 12, tê rá xá là số 13, chấp tú đá xá là số 14, banh nhá đá xá là số 15, sô đá xá là số 16, Sát Tá Rá Xá là số 17, Át Tá Rá Xá là số 18, Ê Cú Ná Quy Sát Tí là số 19, Quy Sát Tí là số 20. Dạ con xin hết ạ.
Xin mời Phật tử Kim Cúc. Dạ thưa sư, con xin đọc ạ. Ê cá là một, quý là hai, tí là ba, chát tú là bốn, tanh chá là năm, chá là sáu, sắp tá là bảy, ắc thá là tám, ná quá là chín, đá xá là mười, ê cá đá xá 11, đoa đá xá 12, tê đá xá 13, chát tút đá xá 14, tanh nhá đá xá 15, Sô Lá Xá 16, Sát Tá Rá Xá 17, Ác Tha Rá Xá 18, Ê Cú Ná Vi Xá Tí là 19, Vi Xá Tí 20, thưa sư xin hết. Xin mời Phật tử Thanh Nữ Thanh Ngọc. Dạ, thưa sư con xin đọc số 1 E Cá, số 2 Ví, số 3 Tí, số 4 Chá Tú, thứ 5 Ban Chá, thứ 6 Chá, thứ 7 Sát Tá, thứ 8 Ác Thá, thứ 9 Na Quá, thứ 10 Đa Xá, thứ 11 E Ca Đa Xá, thứ 12 Qua Đa Xá, thứ 13 Tê Ra Ra Xá, 14 Cha Tú Đa Xá, 15 Ban Ná Ra Xá, 16 Sô Lá Xá, 17 Sát Tá Ra Xá, 18 Ác Thá Ra Xá, 19 Epona Ví Xá Tí, 20 Ví Xá Tí. Con xin hát hả? Xin mời Phật tử Diệu Thủy. Dạ thưa sư con xin đọc ạ. Ê cá là 1, bí là 2, tí là 3, chát tú là 4, banh chá là 5, chá là 6, sát tá là 7, ác thá là 8, ná quá là 9, đá xá là 10, ê ca đá xá là 11, đoa đá xá là 12, tê đá xá là 13, chát tú đá xá là 14, banh chá đá xá là 15, sô lá xá là 16, sát tá rá xá là 17, át tha rá xá là 18, ê cu ná quy xá tí là 19, vi xá tí là 20. Thưa sư con xin hết ạ. Xin mời Phật tử Tiên Mã. Dạ thưa sư xin đọc. Ê ké là 1, đi quý là 2, tí là 3, chất tú là 4, banh ché là 5, ché là 6, chất té là 7, ách thá là 8, nè quá là 9, đá xá là 10, đá xá là 10, ê ké đá xá 11, đi quá đá xá 12, tê ré xá, tê rá xá là 13, chá tú đá xá là 14, panh rá xá 15, sô lá xá 16, sát tá rá xá 17, ách thá rá xá 18, ê cu ná quy xá tí 19, quy xá tí 20. Dạ thưa sư xin hết. Dạ còn Phật tử nào muốn đọc không ạ? Dạ thưa sư hết rồi. Có một số số chúng ta đọc chưa đúng dấu ha. Để ý nó đọc cho đúng dấu, dấu anh hay dấu ác này ha. Ê ca đá xá, hoa đá xá, tê đá xá, chát tú đá xá, quần má đá xá, sò lá xá, sát tán đá xá, Atharasa Ekonavisati Visati. Nhớ đọc để dấu nó. Rồi vậy mà trả lại phần trả lời câu hỏi trong bài học. Rồi ở đây câu hỏi 1, cũng có câu hỏi số 1. Hãy cho biết về tính ngữ số, vị ngữ và ngữ cách của danh từ Pali. Rồi ai trả lời câu hỏi này? Xin
mời Phật tử Thanh Nữ Thanh Ngọc. Xin mời Phật tử Thanh Ngọc, Thanh Nữ Thanh Ngọc. Dạ thưa sư, con xin nha. Hãy cho biết về tính ngữ, về động văn số 9 và trả lời câu hỏi. Hãy cho biết về tính và ngữ số, vị ngữ và ngữ cách của danh từ Pali. Thưa sư, là trong danh từ Pali gồm có danh từ gồm có tính tính ngữ gồm có sinh tính và ngữ số, thì tính ngữ gồm có sinh tính và đinh tính, ngữ số thì gồm có số ít và số nhiều, vị ngữ là gồm có 7 loại vị ngữ, và ngữ cách thì có 8 ngữ cách. Con xin hãy rồi ai trả lời chi tiết đọc đầy đủ hết coi. Xin mời cô Tu Nữ Diệu Bảo. Dạ, câu hỏi: hãy cho biết về tính ngữ số, vị ngữ và ngữ cách của danh từ Pali. Danh từ Pali về tính thì có ba loại tính: nam tính, nữ tính và trung tính. Và tính có tính và sinh tính. Sinh tính thì gọi dựa theo tính cách tự nhiên của sự vật mà xếp cho danh từ chỉ sự vật ấy. Còn định tính là tức là dựa theo sự định đặt của tính cho danh từ. Ngữ số thì có hai loại, số ít và số nhiều. Vị ngữ thì có 8 vị ngữ, nguyên âm cuối danh từ được gọi là vị ngữ. Trong 7. Đó có A, 7. A, A, Ý, Y, U, U, O. Câu 7. Ngữ cách thì có 8 ngữ cách. Chủ, thứ nhất là chủ cách, thứ hai là đối cách, thứ ba là sử dụng cách, thứ tư là chỉ định cách, thứ năm là xuất xứ cách, thứ sáu là sở thuộc cách, thứ bảy là định sở cách, thứ tám là hô cách. Con xin hết ạ. Cảm ơn chị. Rồi câu số 2, gạch dưới các danh từ nam tính, trung tính, hai nữ tính đã được sử dụng trong đồng văn lý có. Phần này sẽ làm sao ha? Đến phần đọc đoạn văn mình sẽ làm câu này. Bây giờ câu số 3 người ta nói là xem phần ngữ vựng và cho biết các danh từ nào được sử dụng theo định tính và sinh tính. Đây là phần ngữ vựng. Rồi ai trả lời được câu này? Xin mời Phật tử Hảo Nguyễn. Dạ bà sư, cha tá đi quá xá là nam tính, là định tính thưa sư. Xích tất thá ra chá cú ma rá là nam tính, là sinh tính thưa sư. Asal há ma xá là nam tính, là định tính. Cha chá tí là động từ, con xin lỗi. Punami đi quá xá là ngày rằm, cũng là định tính, nam tính là định tính. Quê xa khá má xá nam tính, tháng về sắc cũng là định tính. Lâm bí ni quá ná trung tính, là lâm tỳ ni cũng là định tính ạ. Hi má quán quán tú là bí nam tính, là sinh tính. Là trung là tính, là cũng tính. Là định tính. Cái này rừng thì dạ sinh tính ạ. Là dạ. Dạ dạ con cảm ơn sư. Ở hi má
Hy Mã Quang Tú, nam tính là Hy Mã Lạp Sơn, là định tính luôn. Cáp Pí Lá Quách Thú Ná Gá, trung tính thành Ca Tỳ La Vệ cũng là định tính. Đê Quá Đá Há Ná Gá Lá. Cáp Pí Lá Quách Thú Ná Gá Lá là sinh tính, tại vì cái thành nó là trung tính. Dạ là sinh tính. Còn Đê Quá Há, Đê Quá Há, Đê Quá Đá Há Ná Gá Lá là sinh tính, trung tính là sinh tính, còn thành Đê Quá Đá Há. Dạ con xin hết. Rồi câu số 4. Xem phần ngữ vựng và cho biết có bao nhiêu danh từ có tiếp về ngữ ác. Rồi ai trả lời cái này? Xin mời Phật tử Kim Cúc. Thưa sư, phần ngữ vựng có danh từ có tiếp vị ngữ ác là cha tá đi quá xá, có vị ngữ là á. Rồi Sithatha ra chá cú ma rá cũng có vị ngữ là á. Rồi a sa lá ma xá cũng có vị ngữ là á. Rồi Punami đi quá xá cũng vị ngữ là á. Rồi vê sa khá ma xá cũng vị ngữ á. Lâm bí ni quá ná, rồi Kali Ca Bí La Vắc Thú Ná Gá Rá, Đê Quá Đá Há Ná Gá Rá, tất cả đều là có vị ngữ á hết thưa sư. Rồi đúng rồi. Rồi câu số 5, hãy sử dụng các một câu trong bài học và tập hỏi tên của một người khác. Ai trả lời câu này anh nhớ không? Xin mời Phật tử Hảo Nguyễn. Dạ bạch sư, cô Ná Má Toan, cô Ná Má Toan. Dạ còn lại gì nữa? Nãy mình có hai cách hỏi tên đó. Cô Ná Má Toan hoặc là gì? Tuy Hằng Nam Măng Kinh. Tuy Hằng Nam Măng Kinh. Dạ. Vì vậy chúng ta sẽ trả lời cho câu số 2. Nhớ lại câu số 2 này, người ta cho mình gì? Gạch dưới các danh từ nam tính, trung tính hay nữ tính đã được sử dụng trong đoạn văn. Rồi vì chúng ta xem ha, xem đoạn văn một tí. Đây là đoạn văn để mình tham khảo. Sithatha cha tá cú ma rô cha tô a hô xí. Thầy tử Sithatha giáng sinh thêm. Bồ thí sát tô tú xí tá. Phá văn nát tô. Cháu lý tòa. A sà lá há phun ná mi dàng. Má hà mà già đề ví già. Cú chình. Ô ca mi. Đề vi. Đá sàn năng mà xà năng á chế dê ná Suriya gá tí già tê vi sát yút tà rá chá sát tá sát quá xà năng cô rê lùm bí ní quá nát mình vì xà khá mà sát sát cùn nà mì đi quá xê tăng chà dí lùm bí ní quá năng ká bí lá quá thú đề quá đá hồ nà má chà tí Bùn nàng, nagara nàng, antare, himawan tassa, bà dassa hitha, pati thi tăng vô tí. So, cha to sát tác,
panda vi ti ha re gan toa qua chang áp ha si ác go hamasmi lô ca sa chê thô hamasmi lô ca sa chê thô hamasmi lô ca sa ayaman ti ma cha ti nat thi đà ni punap ha vô ti. Giờ mình sẽ đọc trước ha, tập đọc trước rồi sẽ tìm các kinh từ đó sau. Siddhartha Raja Kumaro Chato Ahosi Bodhisatto Tusita Pavana To Javitwa Asalha Punamiyang Mahamaya Deviya Kuching Okami Devi Dasanang Masanang Achyena Surya Gatiya Devi Satyutra Chasata Sawasanang Pure Lumbini Wanasmin Vesakama Sasa Punami Divase Tang Jayi Lumbini Wanang Kapilawatu Dewana Hona Majati Bunang Nagaranang Antare Himawantasa Pa Rasa Hitha Patiti Tang Hoti sau cha to sắc tác và đã vì ti hà rề gần qua vài chàng áp hà si áp vô hamas mi lô ca sa sê thô hamas mi lô ca sa chê thô hamas mi lô ca sa ai yam mần tê mà cha ti nát thi đà ni phu nắp hô vô ti ai là ngỡ si tắc thá ra cha phu mà rô cha to á hô si bồ ti sát to tu si tắc Pawana to Jagitwa Asalha Punamiyang Mahamaya Deviya Kuching Okami Devi Dasanang Masanang Achyena Surya Gatiya Devi Satyutara Chasatasa Vasanang Pure Lumbini Vanasmin Vesakama Sasa Punami Divase Tang Jayi Lumbini Wanang Kapilawatu Dewana Hona Majati Bunang Nagaranang Antare Himawantasra Padasahitha Petititang Hoti Sojato Satapada Viti Hare Gantua Vajang Amasi Akko Amasmi Lokasa Sito Amasmi Lokasa Jetho Amasmi Lokasa Ayamanti Majati Nathi Dani Punapavuti. Rồi bây giờ ai đọc được giơ tay lên. Dạ xin mời Phật tử Kim Cúc. Dạ thưa sư con xin đọc ạ. Siddhartha Rajakumaro Chato Ahosi Bodhisatto Tusitapha Tusitapha Vanato Javitoa Asalaha Punamiyang Maha Maya Deviya Kuching Okami Devi Dasanang Masanang Achyayena Suriya Gatiya Tevisa Yutta Raja Satasa Vasanang Ure Lumbini Vanasmin Vesakha Masasa Kunami Divasa Tang Chayi. Rồi được rồi, như đó đi, mọi người thứ hai. Mời Phật tử Lâm Thị Nương. Dạ bạch sư con xin đọc. Lâm bí ní quá năng Kapi la quát thú Đề quá đá hồ Nam mát chà tí Vinh năng Na gá Ra năng Ăn ta rê Hi má quan ta sá Pa đá sá Hê thà Pa tí Thi tăng hồn tí Sô chá tô Sắc tá, bà đá, vị tí, hà rê,
găng tòa, hoa trăng. Abasi, Ago Hamasbin, Lokasa, Seto Hamasbin, Lokasa, Cheto Hamasbin, Lokasa, Ayang Antima, Ayamantima, Yati, Nati, Chati, Nati, Dani, Punna, Punna, Fa, Wuti. Dạ bà sư con xin hết. Rồi. Cái chữ đó là Agu Hamasmi. Chitho Hamasmi. Agu Hamasmi. Dạ, Agu Hamasmi. Dạ, con kính lên lại sư, con tri ân sư. Dạ, bà sư con xin hết. Xin mời cô tu nữ Diệu Bảo. Dạ, con xin đọc. Siddhartha Rajakumaro Chato Ahosi Bodhisatto Tosita Pawanato Chawitta Asanha Bonamiyang Bonamiyang Maha Maya Deviya Kuching Okami Devi Dasanang Masanang Achayena Suriya Gatiya Tề quỳ xá vú Yút ta ra xá Chá xá ta xá Quá xá năng Bú rề Lùm bí ní Quá nát bình Quê xá khá mà Xá xá Bồn ná mì Đi quá xê tăng Chà dí. Con xin hết ạ. Rồi. Xin mời Phật tử Hảo Nguyễn. Dạ, bà sư con xin đọc ạ. Quê sa khá ma sa sa quân ná mì đi ý quá xê tăng gia dí lùm bí ni quá năng cáp bí lá quá thú đê quá đá hồ na má cha tí quyên năng na gá ra năng an ta rê hí má quan tá xá và đá xá hết tha bát tí thi tăng hồ tí so cha tô sát ta bát đá quy tí hà rê gan toa hoa chăng áp xa xí áp gô ham sát áp gô ham mắt mí lô cát xá sát tô ham mắt mí lô cát xá chết tô ham mắt mí lô cát xá á dân ăn tí ma cha tí nát tí á dân mình tí ma dạ á dân mình tí ma cha tí nát tí đa ní quân ná phát tô phát vô ví phát gô tí quân ná phá gô phá gô tí quân ná phá gô tí. Dạ con xin hết. Xin mời Phật tử Thanh Nữ Thanh Ngọc. Dạ thưa sư con xin đọc. Bohisato Tusita Vawanato Chatiwa Asaha Buna Miyam Maha Maya Deviya Hukchin Okami Devi Dasanam Masanam Acha Yena Suri Ya Gati Ya Devi Sa Yuta Racha Sata Sa Vasa Nam Bure Lumbini Wanas Min Vesaka Masat Sa Bun Nami Divase Tam cha dí bâm pin. Được rồi. Dạ thưa sư con cảm ơn. Đọc cho nhiều lên là tập các âm phân biệt ở trường ăn bỏ ăn thôi. Dạ xin mời Phật tử Diệu Thủy. Thưa sư con xin đọc ạ.
Lumbini quá năng, Kapila quá thú, Đê quá đá hồ, Nama cha tí, Duy năng, Naga ra năng, Antre, Himawan tá xá, Pada xá, Hết tha, Pa tí, Thí tăng hồ tí, Sầu, Zato, Sát tá, Pa, Pada, Quy tí, Hare, Gan toa, Qua trăng, Á, Pa xí, Ago hăng, Am smi, Los, Lucas. Sư đọc lại con ấy. Ago hamasmi, lokasa, seto, hamasmi, lokasa, zeto, hamasmi, lokasa, aza, manti, ma, zati, nati, dani, ú, nắp. Cái từ cuối con chưa học được sư. Con nắp pháp vô tí. Pù nắp pháp vô tí. Pù nắp pháp vô tí. Con cảm ơn sư. Dạ. Yeah. Đọc lâu quen. Xin mời Phật tử Tiên Mã. Dạ thưa sư, xin đọc. Chitta there, jeku maru, jeto, ehosi, bodhi, chato, tusi, te, vanato, jevitoa, esethe, pune, mi dân mẹ hà devi ya kuchim okami devi desang nang mesenang acha jina suriya gati ya tế vi sát tí vú ta rẽ che sẽ ta rẽ che sẽ ta ta sẽ quất sanh năng bù rề lâm bí lý quan nát mìm quê sẽ khè mé quê sẽ quê sẽ khe mẹ chết sẽ bún nem đi quê sẽ tăng dạ tí trẻ tí không trẻ dí dạ ai gì được tôi xin xin hết. Dạ có cầu Phật tử nào muốn đọc không ạ? Các học viên trong lớp nên phát biểu đọc để cho có gì sư sửa sai, với lại mình đọc cho nó quen á, mình đừng có sợ sai, mình cố gắng đọc phát biểu lên. À, bây giờ nghe đọc lại ha. Chitattha raja kumaro jato ahosi bodhisatto tusita bhavanato jamitwa asalha punnamiyang mahamaya devi kuching okami devi dasanang masanang acayena suriya gatiya devi satyutara chasata sa vasanang pure lumbini vanasmin vesakama sasa Punami divase tang chayi Lumbini wanang kapilawatu de wada ho nama chati Bunang nakara nang antare himawan tasa pa dasa hitha patiti tang hoti So chato sata padak
tí hà rê gần tòa hoa chàng áp hà xí ác vô hà mát mi lô ká sá tê thô hà mát mi lô ká sá chê thô hà mát mi lô ká sá ái yá mần tê mà chà tí nát thi đà ní phú nắp hâu mù tí. Rồi bây giờ chúng ta thử tìm coi được bao nhiêu danh từ nam tánh, tìm được bao nhiêu hay bao nhiêu ha, bao nhiêu danh từ trung tính, rồi bao nhiêu danh từ nữ tính, tìm được từ nào hay từ đó. Giờ ai phát hiện từ nào nói từ đó đi. Bạch sư, chữ ác trái dê ná, danh từ nam tính sư. Cái chữ này là liên từ ha, để không được. Bạch sư, xít tách thá ra chá cú ma rá là danh từ nam tính phải không ạ? Đúng rồi, nam tính. Sư thá ra chá cú ma rô danh từ nam tính. Rồi, tìm được từ nào hay từ đó ha. Chứ mình mới học bài này thì mình chưa rõ lắm đâu, để cho tập tìm thôi. Ai phát bạch, hiện từ nào nữa không? Bạch sư, về sắc ca ma sắc sa xá. Đúng rồi, về sắc ca ma xá. Mình nói lại cái chữ gốc nó thôi. Về sắc ca ma sắc xá thì về sắc ca ma xá. Để tới bảng chia dạng từ vựng thì mình sẽ phân biệt. Rồi, năm tính. Dạ thưa sư, có phải là buôn ná mí đi phát vát xế là nam tính không sư? À, phụ nữ mày đi vắt xe, vắt xe nè, phụ nữ mày đi vắt sáng đó, trong phần từ vựng mình có. Lâm biến đi, Lâm biến đi quá má, Lâm biến đi quá nàng, Lâm biến đi quá nàng. Bạch sư a sa, Bạch sư a sa ha ma sa ma sa thắng a sa ha. Rồi, Asaha Ma Sát. Năm tính. Hi Ma Quang Tát Xá, trung tính. Hi Ma Quang Tú. Hi Ma Quang Tú. Hi Ma Quang Tú là danh từ năm tính hay trung tính? Năm tính nữa. Trung tính. Năm tính. Hi Ma Quang. Bạch sư nam tính ạ. Nam tính, nam tính. Hi Ma Quang Tú là nam tính. Hi Ma Quang Tú, ủa hôm nay mới quan tú là trung tính. Không có trung tính là nãy giờ mới chỉ được một danh từ. Khi má quan tú là nam tính. Khi quá nam tú là nam tính sư. Dạ, khi má quan tú là nam tính. Rồi bây giờ tạm bấy nhiêu đó ha. Tạm nhiêu đó đây là coi như làm kết thúc bằng bài học bài số 2. Bài số 2. Để sửa bài tập của bài số 2 ha. Sửa bài tập của bài số 2. Nếu mà còn thời gian chúng ta sẽ học bài mới. Rồi bây giờ mời lớp nghỉ ha. Mời cô Phúc Kỳ Trung đi lên để kết thúc bài. Thưa sư có con đi ạ. Rồi. Rồi dạ. Cho lớp nghỉ đi. Dạ. Chúng con xin được tri ân sư Tinh Tuệ đã giảng bài học bài Bali ngày hôm nay ạ. Dạ, bài học đến đây đã kết thúc. Kính mời đạo, kính mời cô tu nữ Diệu Bảo thay mặt lớp học lên tụng kinh hồi hướng những phước báu có được trong buổi học đến chư thiên ạ. Nam mô Buddhaya, Nam mô Dhammaya, Nam mô Sanghaya. Con xin thay mặt lớp học xin đọc kinh hồi hướng đến chư thiên ạ. Akasatha chapamatha devanaga mahetika bonyang no anumodantu chirang rakkhantu sasanang. Akasatha chapamatha devanaga mahetika bonyang no anumodantu chirang rakkhantu no garu. Akasatha chapamatha devanaga mahetika bonyang no anumodan tu chira ra khan tu nya ta yo akasatha chapamatha devanaga mahetika bunyang no anumodan tu chira ra khan tu panino
Akasatha cha bhummata devanaga mahitika bunyang no anumodam tu chirang rakhan tu no sada idang gotano bunyang asawa khaya wahang hon tu anagate kale Sa-tu. Buổi học hôm nay đến đây là kết thúc. Trân trọng kính mời quý vị trở lại lớp Bali 1 vào các ngày thứ 3 hàng tuần lúc 19:30. Dạ kính chúc tất cả an vui trong cuộc sống. Dạ chúng con kính chúc sư được khỏe, kính chúc sư ngủ ngon. Kính chúc quý đạo hữu một ngày an lành, một đêm an lành và các thời đều an lành. Dạ xin chào. Dạ con kính tri ân sư, con kính cảm ơn ban lớp, ban tổ chức lớp. Con kính tri ân sư ạ. Con kính tri ân sư buổi học hôm nay ạ. Con kính tri ân sư ạ. Con kính tri ân sư ạ. Tri ân ban quản trị lớp ạ. Con kính tri ân sư ạ. Mà lớp nghỉ ha.